Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF quyết định bảo trợ ông Nguyễn Bắc Truyển và đưa ông vào dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Ông Truyển là tín đồ Phật giáo hòa hảo, hiện đang thọ án 11 năm tù tại Việt Nam. Ủy viên của USCIRF Anurima Bhagava mới thị sát Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua là người đứng tên bảo trợ, theo thông cáo ngày 20 tháng 11. Thông cáo viết, những người như ông Truyển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho đồng bào của ông, nhưng thay vào đó ông bị tuyên án quá nặng nề và bất công. Ông ấy phải được tự do ngay nếu Việt Nam thực thi đúng đắn nghĩa vụ theo luật quốc tế. Khi nhận báo trợ một tù nhân lương tâm tôn giáo, ủy viên của USCIRF sẽ nỗ lực yêu cầu phóng thích cho người đó và theo dõi tình trạng an nguy của người ấy. Ông Truyển, chủ tịch Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam bị bắt giam từ tháng 7 2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông từng bị giam cầm 3 năm rưỡi tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2006. Dự án tù nhân lương tâm tôn giáo do USCIRF thực hiện khởi động từ đầu năm 2017. Hiện có 15 tù nhân trên toàn thế giới, bao gồm ông Truyển, có tên trong danh sách này.